Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, tôi đại diện cho lãnh đạo VNI Việt Nam chúc các anh chị, đặc biệt là các chị nữ, chúng ta đến với VNI, các anh chị có rất nhiều áp lực khác nhau từ phía gia đình, gọi là công việc làm công ty và nhiều việc khác nữa, người phụ nữ gánh vác. Mà tôi cho rằng phụ nữ hiện đại bây giờ là những người có thể chu toàn nhiều việc khác nhau, từ công việc kinh doanh, nhiều chị đã có gương mẫu làm việc trên thế giới này rất thành công. Chúc các chị đến với BNI ngày càng thấy được BNI là một môi trường hiệu quả để chúng ta chọn được cái nơi lòng tin để chúng ta xây dựng cái công việc tốt đẹp. Tiếp tục chia sẻ, đây là cái môi trường để ông xã mình hay là con cái mình, gia đình mình hiểu được cái vai trò liên hệ kết nối kinh doanh với BNI, và mong rằng các chị luôn thấy BNI là một nơi, một gia đình. Các anh chị thấy được niềm vui chia sẻ với nhiều chị khác nhau, hãy tạo ra môi trường tốt hơn, vì người phụ nữ là đúng là một thế mạnh. Hãy làm như những cái chương trình kinh doanh tốt đẹp hơn và mang lại giá trị cho gia đình mình, những người thân. Chúc các chị luôn xinh tươi, hạnh phúc và luôn là cái bờ vai vững chắc cho chính gia đình của mình.